Kết quả vòng 10 giải Ngoại hạng Anh, Crystal Palace thất bại 0-2 trước Newcastle, Brighton và Liverpool hòa nhau với tỷ số 1-1. Man City giành chiến thắng 5-0 trước Burnley. Everton bất ngờ thất bại 0-1 trước Leeds United. West Brom giành chiến thắng 1-0 trước Sheffield United. Southampton thua ngược 2-3 trước Manchester United. Chelsea và Tottenham hòa nhau với tỷ số 0-0. Arsenal thua 1-2 trước Wolves. Leicester City thất bại 1-2 trước Fulham trên sân nhà. West Ham giành chiến thắng 2-1 trước Aston Villa. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 10, Tottenham và Liverpool chia nhau vị trí dẫn đầu với cùng 21 điểm. Chelsea đứng thứ 3 với 19 điểm. Leicester City đứng thứ 4 với 18 điểm. Các vị trí tiếp theo thuộc về West Ham, Southampton, Wolves, Everton, Manchester United, Aston Villa, Man City, Leeds United, Newcastle, Arsenal, Crystal Palace, Brighton, Fulham, West Brom, Burnley và cuối cùng là Sheffield United.